tham dưỡng. Chắc xe ra một chút. Chưa ăn cơm anh em ơi. Vào chia sẻ đi. Xe này đông quá anh em ơi. Mình phải ra tay. Ok, cái này góc chia sẻ cho anh em. Cái vấn đề này đi lúc hụp lúc tắt. Và đồng thời lâu lâu nó có cái giật TTTT chim nha. TT chim, nếu mà khách hàng nào bảo TT chim là anh em kiểm tra mô bên sườn này. Đó, trời mưa này. Anh em thấy không? Đó, mô bên sườn này. Đấy, thứ hai nữa là mo ven ở đây này, tiếp điểm không tốt này. Chụp buji này. Cái này chúng ta tin là điện chúng ta đánh nó không có chuẩn này. Đó. Nó bị mo ve đầu này thì đương nhiên lửa nó ra đầu này sẽ bị yếu nha anh em. Ví dụ nó vào 10 thì nó chỉ ra 7 thôi. Bởi vì ở đây nó bị mo ve. Đó. Được chưa? Đúng rồi, T đúng rồi, đúng rồi, thằng Vũ T chim luôn đấy. Đại thử nào 200 mấy về nhóc tạ. Cố nhóc làm mô e xe 4 nước. Mô e vậy có phép hay. Dạ bạn. Rồi chúng ta hãy ủng hộ Đình Tuấn, mỗi người một cục mô bên sườn để về nhà thủ. Đúng không? Nó hụp bụp. Hụp bụp. Đây. Chủ làm vậy lâu giàu lắm. Đây anh em thấy không? Làm luôn cả buji, cả mô bên sườn, cả chụp. Đó. Cái này khách hàng bảo trời mưa lâu lâu nó cứ rung 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 cạ vào đây này. Đúng không ạ? Chân là cạ vào đây này. Nhất là chị em phụ nữ mặc váy. Hai cái đùi ấy. Hai cái đùi mà cạ cạ vào đây là nó giật tê đùi luôn này anh em. Đó. Hôm nay lính có một thằng làm mình phải ra tay anh em ơi. Chưa mua máy anh Hoàng Hải ơi. Này. Đó, nó phóng tia lửa điện này. Không mượn ai được tiền à? Đó, anh em thấy không? Còn để lại giấy chứng minh mới ăn là nó lâu quá em hiểu không? Tới tháng 11. Thôi cố gắng anh làm cho nó nổ nhá. Về nhà đừng có chạy nó thay, hiểu không? Còn nó giật tê dái. Thôi ngồi ghế đi. Ngồi gần anh thì anh không làm được, phải ngồi ghế. Rồi cái này thì em trai em bảo không có tiền thì chúng ta nối lại. Cho chạy tạm về nhà, ok 70.000. Đúng không ạ? Công bác sĩ bắt bật. Lấy mà kêu quấn lại em trai ơi. À, tham gia khóa học thôi anh Hoàng Hắn ơi. Trên bàn làm việc em ơi. Ví dụ tí nữa bạn gái bạn ấy rủ đi khách sạn thì lấy tiền đâu đi khách sạn? Hả? Có đi khách sạn không? Không đi khách sạn. Đây băng keo đây em trai ơi. Ê, bằng keo đen đấy chứ, bằng keo đen đó. Bên dưới đó. Đấy, đang ship to hàng mà anh em phải bỏ dở này anh em thấy không? Mới uống keo đâu hết rồi nhỉ? Kìa kìa. Quán đủ, quán đủ.
20 giờ live stream nói chuyện chơi nha anh em nhá. Hôm nay mình đi được có 5 toa thôi, bận quá anh em ơi. Khách hàng cứ gọi luôn mà có mình thằng đệ đây không làm thì không được. Còn mấy bộ dây điện lên nồi niêu tí đi luôn nhá. Đây còn mấy cái máy thôi là hết rồi. Anh em thấy không? Máy bán này còn hơn là tôm ngoài chợ bán. Đó. Hôm nay nâng cấp máy được chừng này con này anh em à. Mình nâng cấp máy mình ghi rất rõ đây anh em này, thấy không? 23 một con này, 24 này. 4 con này, mang ký hiệu này. Đó, lên R 3 củ 3 củ. Hải Hoài tí nữa sư phụ ăn phở xong sư phụ ship đồ cho đại tử nhá. Đây cái chụp, cái chụp. Đây cái nắp, cái nắp. Cầm đúng sợi dây trong kia nhé. Cái bàn này là bàn phẫu thuật này anh em này. Đó, khay này phẫu thuật. Đống đồng hồ này chưa sửa nữa này. Chết rồi. Cái này SH-K01 này. SH-216 rồi. Trời ơi, cái này thua rồi. Cái này nước lụt. Cái này thắc mo. Ôi trời ơi, cái này nước lục. Trời ơi, cái này nước lục là thua nha các bạn. Trời ơi, cái này nước lục. Trời ơi, đồng hồ này chết rồi. Đồng hồ này vốn nước. Nước thì bỏ thôi anh em ơi. Trời ơi, toàn đồng hồ vô nước không? Thúi hết mặt men. Con này cứu nghe ngon này. Thời kỳ đỉnh cao rồi sư phụ ơi. À, mô hình này vẫn chạy chưa xong mấy cục dây được, bận quá anh em ơi. Chạy mấy dây này nó phải tỉnh táo anh em ạ. Chạy này không tỉnh táo là die SIC. Ngồi đây vừa làm xe vừa lên toa luôn rồi. Có cái bàn làm việc trong này nó sạch sẽ, ngồi đẹp mà không làm. Bàn này ngồi ghế này thì không làm anh em thấy không? Tự nhiên đi chọn cái khổ không? Đó, có cái bàn đẹp, có cái ghế ngon này thì không chịu ngồi làm đây, hơi bị tuyệt vời. Toàn là làm ngoài kia không. Chạy ra chạy vào cho nó gần. Đấy, ngồi ghế này mà làm xong mệt tựa ở đây tuyệt vời đúng không ạ? Nhưng số khổ, toàn là ngồi ngoài này làm việc. Toa hàng đây nó gần anh em thấy không?
nó lên toa lên nó dễ. Đó. Ok, đèn ở đây luôn. Đấy, vừa làm vừa nghe nhạc tí, làm mấy em này nhảy nhảy tí anh em ạ. Thời đến càng không nổi. Không. Còn mấy chục, em còn mấy chục. Đưa anh 50 thôi, em giữ lại 20 ngàn đổ xăng. Sống tình cảm không? Cảm ơn. Ok. Dắt ra cho em. Để lên nó dắt ra. Ok, không có gì em trai ơi. Giờ thay cái này 450, không có tiền. Trong túi có 70, nối lại. Thôi lấy 50, còn 20 cho nó đổ xăng. Biết sao bây giờ. Ok, dân không có tiền. Chơi theo kiểu không có tiền. Đúng không anh em? Cái này lâu giàu lắm. Lượm 10 lần thế này mới có một tờ thôi. Lâu giàu lắm. Chết mặt đánh lửa. Ok anh em, làm lời tình cảm thấy không, bảo nó bây giờ nó không có tiền. Thôi giờ nối lại cho nó chạy. Rồi nước mưa vào nó giật tê tê thì anh em chấp nhận. Bởi vì bây giờ em không có tiền mà. Nó bảo ăn cho em nợ không thì không được. Biết em là ai. Thôi thì ăn quấn lại. Nó cũng thật thà bảo bây giờ em móc cạn bóp 70k. Nó đưa luôn cả 70 ngàn. Thôi mình nghĩ nó nhỏ, lấy 50. Ok. Đúng không ạ? Tiền mặt bằng mẹ tiền lính. Ai cho mặt bằng nó có giảm giá đâu, đôi khi phải lấy 50 tùy theo cái lòng. Cái quan trọng là độ bắt bận chính xác nó nhanh. Thôi anh em ăn cơm đi, 20 giờ mình chia sẻ cho anh em vài ban bận chơi cho nó vui. 28 này mình dậy rồi. Giờ mình ngồi mình lên toa chút. Yes. Ok. Cái nghề này thì tùy theo để lấy tiền. Người có tiền và người không có tiền nó khổ vậy. 20 giờ nhá anh em, 20 giờ. 20 giờ nhá. Đêm nay em để bô trên cái mô hình này cho anh em chơi luôn. Được không ạ? Đêm nay để bô trên mô hình. Nhớ 20 giờ chia sẻ đủ trên 100 người em để bô trên mô hình. Nhớ nhá, 20 giờ.